Khu vực này, cư dân trên tinh cầu đó thiện lương, có thể tùy thuận tánh đức. Thông thường chúng ta gọi là thiên đường. Tinh cầu đó là thiên đường, không có tai nạn. Cư dân ở nơi đó vô cùng hạnh phúc, vô cùng an vui. Nơi đó có tam bảo xuất hiện, có thánh hiền đang dạy học. Nếu như nhân dân tạo tác ác nghiệp, không tin tưởng thánh hiền, không tin tưởng Phật Bồ Tát, không tin tưởng có thần thánh, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, địa phương đó liền có tai nạn. Tai nạn không phải tự nhiên, tự nhiên vô cùng tốt đẹp, sẽ không có tai nạn. Làm trái với tự nhiên, phá hoại tự nhiên. Ngày nay chúng ta nói là sinh thái tự nhiên. Phá hoại sinh thái tự nhiên, ví dụ thân người này, cha mẹ sinh ra thân thể này, đây là tự nhiên. Hiện tại có rất nhiều người phá hoại nó. Phá hoại như thế nào? Sửa sắc đẹp. Lúc sửa sắc đẹp chính là phá hoại sinh thái tự nhiên. Sửa sắc đẹp cũng tốt, sửa sang cho quý vị đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng 10 năm, 20 năm sau, tai nạn của quý vị liền đến rồi, phiền phức liền đến rồi, quý vị khổ không kể xiết. Mấy năm trước ở Úc Châu có một người đồng tu, tôi không còn nhớ rõ nữa, làm công quả trong học viện chúng tôi. Có một thời gian ở trong tinh xá của chúng tôi thấy cô ấy mỗi ngày đều rất khổ sở. Tôi hỏi cô ấy làm sao vậy. Lúc cô ấy còn trẻ, mũi đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng khoảng mười mấy năm về sau, chỗ đó phát bệnh, đau đớn vô cùng, gây cho tôi ấn tượng rất sâu. Tôi liền nói với cô ấy, mặt mũi vốn có của cô là cha mẹ cô cho cô, đó gọi là tự nhiên. Tự nhiên là hạnh phúc nhất, là mỹ mãn nhất. Cô không tin tưởng, cô chạy đến thẩm mỹ viện để phá hoại sinh thái tự nhiên, vậy cô sẽ phải chịu quả báo này. Trái đất mà chúng ta cư trú cũng vậy. Ngày nay quý vị thấy những người thông minh này, khoa học kỹ thuật phát triển, làm phá hoại sinh thái của trái đất, chuốc lại rất nhiều tai họa. Cho nên tai nạn không phải là tự nhiên, tai nạn là phá hoại tự nhiên, hồi báo của đại tự nhiên. Quý vị phá hoại nó, nó phải đáp trả lại quý vị. Đáp trả chính là tai nạn. Phàm là tinh cầu tốt đẹp, chúng ta ngày nay nói là thiên đường, tôn giáo thường gọi là thiên đường, trong Phật pháp chúng ta gọi là tịnh độ. Vì sao gọi là tịnh độ? Tâm địa thanh tịnh, không có tà tư tà niệm. Nơi họ cư trú chính là tịnh độ.